Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài giảng hôm nay có tựa đề thực phẩm và dinh dưỡng. Thì sau khi học xong bài này, các em sẽ nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, giá trị dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người. Thứ hai là hình thành thói quen ăn uống khoa học. Vậy làm thế nào để có cơ thể cân đối khỏe mạnh? Thực phẩm có vai trò như thế nào đối với cơ thể? Vậy để có cơ thể cân đối khỏe mạnh, cần có những điều sau đây. Thứ nhất là có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ hai là tắm nắng tạo điều kiện cho tiền vitamin D chuyển hóa thành vitamin D để sử dụng trong quá trình tạo xương. Rèn luyện thân thể, lao động vừa sức. Để chống về cuộc sống thì cần chú ý khi mang vác vật nặng, không nên vượt quá sức chịu đựng, không mang vác một về một bên liên tục trong thời gian dài mà phải đổi bên. Khi ngồi vào bàn học tập hay làm việc, cần phải đảm bảo tư thế ngồi ngắn chống trong về cuộc sống. Chương một khám phá. Hãy kể tên các loại thực phẩm mà em biết, hãy thử phân loại các thực phẩm đó thành các nhóm thực phẩm và đặt tên cho từng nhóm. Vì có nhóm thực phẩm gồm rất là nhiều loại rau củ quả, thịt, cá, trứng, sữa, đậu, bánh, v.v. Và các loại thực phẩm này được chia thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm giàu chất bột đường. Chúng ta là nhóm giàu chất đạm. Đây là nhóm giàu chất đạm, phẩm giàu chất đạm. Nhóm thứ ba là nhóm giàu chất béo. Nhóm thứ tư là nhóm rau quả và trái cây, đó là nhóm giàu vitamin và chất khoáng. Như một số nhóm thực phẩm chính, thực phẩm rất đa dạng và phong phú. Chúng là nguồn cung cấp chính dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người phát triển, cân đối và khỏe mạnh như hình 4.1. Đây là nguyên mệnh 4.1. Một số nhóm thực phẩm chính. Ở đây có các nhóm thực phẩm. Nhóm thực phẩm thứ nhất, nhóm thực phẩm thứ hai, nhóm thực phẩm thứ ba, nhóm thực phẩm thứ bốn và nhóm thực phẩm thứ năm. Nhóm thứ nhất, nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ. Chất tinh bột, chất đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể. Chất xơ hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Nhóm chất này có tên khoa học là carbon hydrate, thường có trong ngũ cốc, bánh mì, phôi, sữa, mật ong, trái cây chín và rau xanh. Như hình 4.1a. Đây là 4.1a. Đây là những loại thực phẩm giàu chất đường bột và chất xơ. Nhiều ngũ cốc là gì? Ngũ cốc là tên gọi chung của 5 loại cây có hạt dùng để ăn như là hạt kê, hạt đậu, hạt ngô, lúa nếp, lúa tỉ. Ngày nay ngũ cốc là một tên gọi chung cho các loại cây có hạt dùng làm lương thực. Các loại cây có hạt người ta gọi là ngũ cốc. Nhóm thứ hai là nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Chất đạm gọi là protein, là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt. Những thực phẩm chính cung cấp chất đạm như thịt nạc, cá, tôm, trứng, sữa, các loại đậu, một số loại hạt như hạt điều, hạt lạc, hạt vừng như hình 4.1b. Đây là 4.1b. Các thực phẩm giàu chất đạm. Nhóm thứ ba, nhóm thực phẩm giàu chất béo. Chất béo hay gọi là lipid, cung cấp năng lượng cho cơ thể, tích trữ dưới da ở dạng một lớp mỡ để bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số loại vitamin. Những loại thực phẩm chính cung cấp chất béo như mỡ động vật, dầu thực vật, bơ như hình 4.1c. Đây là 4.1c. Các thực phẩm giàu chất béo. Chương 1 luyện tập. Hãy xem xét các thực phẩm trong hình 4.2 và các nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột,
giàu chất đường, chất xơ. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm, nhóm thực phẩm giàu chất béo gồm có các thực phẩm sau đây: tôm, thịt bò, mật ong, ngô, bơ, rau bắp cải, gạo tẻ, mỡ lợn. Và chúng được xếp xếp theo các nhóm như sau. Tôm, đó là nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Thịt bò là nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Mật ong là nhóm thực phẩm giàu chất đường. Ngô là nhóm thực phẩm giàu tinh bột. Bơ là nhóm thực phẩm giàu chất béo. Rau bắp cải, nhóm thực phẩm giàu chất xơ. Gạo tẻ là nhóm thực phẩm giàu tinh bột. Mỡ lợn là nhóm thực phẩm giàu chất béo. Nhóm thực phẩm thứ tư, nhóm thực phẩm giàu vitamin. Vitamin có vai trò tăng cường hệ miễn dịch, tham gia vào các quá trình chuyển hóa các chất giúp cơ thể khỏe mạnh. Hầu hết các loại vitamin chúng ta cần đều có trong thực phẩm, như hình 4.1D. Đây là hình 4.1D. Các loại vitamin thường có nhiều trong rau củ quả, các loại rau củ quả. Và bảng số 4, đây là bảng số 4, một số thực phẩm chính giàu vitamin. Ví dụ như thực phẩm giàu vitamin A, nguồn gốc thực phẩm chính đó là trứng, bơ, dầu cá, ớt chuông, cà rốt, hành tây. Vai trò của vitamin A là giúp làm sáng mắt, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Nhóm thực phẩm giàu vitamin B gồm có ngũ cốc, cà chua, thịt lợn, thịt bò, gan, trứng, sữa, cá, vân vân. Những vai trò chủ yếu của vitamin B là kích thích ăn uống, góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh. Nhóm thực phẩm giàu vitamin C gồm có là các loại hoa quả có muối, có vị chua như cam, bưởi, chanh, các loại rau xanh và cà chua. Vai trò chủ yếu của vitamin C làm chậm quá trình lão hóa, làm tăng sức bền của các thành mạch máu. Nhóm thực phẩm giàu về nhóm thực phẩm giàu vitamin D: bơ, sữa, trứng, dầu cá, các loại nấm. Nhiều vai trò chủ yếu của vitamin D cùng với canxi giúp kích thích sự phát triển của hệ xương. Nhóm thực phẩm giàu vitamin E như gan, hạt họ đậu nảy mầm, dầu thực vật. Vai trò chủ yếu của vitamin E đó là tốt cho da, bảo vệ tế bào. Nhóm thực phẩm thứ năm là nhóm thực phẩm giàu chất khoáng. Chất khoáng hay gọi là mineral giúp cho sự phát triển của xương, hoạt động của cơ bắp, cấu tạo hồng cầu, vân vân. Mỗi loại chất khoáng có vai trò riêng đối với cơ thể và phần lớn đều có trong thực phẩm. Ví dụ như hình 4.1E, đây là những loại thực phẩm giàu chất khoáng. Và bảng 4.2, đây là bảng 4.2, một số thực phẩm chính giàu chất khoáng. Những thực phẩm giàu chất sắt gồm có thịt, cá, gan, trứng, các loại đậu. Vai trò chủ yếu là tham gia vào quá trình cấu tạo và là thành phần của hồng cầu trong máu. Những thực phẩm giàu canxi gồm có là thực phẩm sữa, trứng, hải sản và rau xanh. Vai trò chủ yếu của canxi là giúp cho xương và răng chắc khỏe. Những thực phẩm giàu chất khoáng gồm có là các loại hải sản, rong biển, muối ăn có bổ sung iốt. Vai trò chủ yếu của iốt là tham gia vào quá trình cấu tạo hormone tuyến giáp, giúp phòng ngừa bệnh dưới cổ. Nội dung thứ hai là ăn uống khoa học, một bữa ăn hợp lý. Vậy bữa ăn hợp lý là gì? Bữa ăn hợp lý là bữa ăn có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết theo một tỷ lệ thích hợp để cung cấp đầy đủ cho nhu cầu cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng.
nên là minh họa cho một bữa ăn hàng ngày gồm có đầy đủ các loại thực phẩm với đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu cho cơ thể về năng lượng và dinh dưỡng. Chương học luyện tập. Nhà trong ba bữa ăn sau đây, bữa ăn nào đảm bảo tiêu chí của bữa ăn hợp lý? Vì sao? Bữa thứ nhất đó là rau gồm có rau muống xào, mút xào giá đỗ, canh cà rốt su hào và phần tráng. Bữa cơm thứ hai, trứng rán, canh cá nóc chua, tôm rang và phần tráng. Bữa ăn thứ ba là canh cua rau mồng tơi mút. Món nữa là rau muống xào, thịt kho, cà muối, phần tráng. Thì trong ba bữa cơm này, bữa ăn cơm nào là hợp lý? Vì sao? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Thì trong ba bữa ăn trên thì bữa ăn số 1 là chưa hợp lý. Bữa ăn hợp lý đó là bữa ăn số 2 và bữa ăn số 3. Vì bữa ăn số 1 là thiếu các chất dinh dưỡng. Ở đây có nhiều rau xanh, rau củ, mình thiếu bột đạm, chất béo. Còn bữa ăn thứ 2 và bữa thứ 3 là bữa ăn đầy đủ, hợp lý, cung cấp đầy đủ cho cơ thể về năng lượng và dinh dưỡng, có nhiều loại thực phẩm khác nhau với đầy đủ các chất dinh dưỡng khác nhau. Chương một không khác. Theo em, việc xem truyền hình trong bữa ăn sẽ có tác hại gì? Để hãy để lại lại bình luận ở bên dưới video này. Khi chúng ta vừa ăn vừa xem TV thì có những tác hại gì? Có những tác hại như sau: rối loạn tiêu hóa, chậm phát triển, vi khuẩn gia tăng lây lan nhanh, đau và viêm lết dạ dày, béo phì, vân vân. Thì có nhiều tác hại khi vừa ăn vừa xem TV. Thì còn để có một thói quen ăn uống khoa học thì nhất là ăn đúng bữa. Mỗi ngày cần ăn 3 bữa chính là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Trong đó buổi sáng là buổi quan trọng nhất. Các bữa ăn cách nhau 4 đến 5 giờ đồng hồ, đảm bảo cho việc tiêu hóa của ăn và cung cấp năng lượng cho các thực phẩm giúp cơ thể có sức khỏe tốt. Thói quen thứ hai là ăn đúng cách. Trong bữa ăn cần tập trung vào việc ăn uống, nghe kỹ và cảm nhận hương vị món ngon, tạo bầu không khí thân mật và vui vẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm phải được lựa chọn, bảo quản và chế biến cẩn thận đúng cách. Thói quen nữa đó là uống đủ nước. Nước có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người. Nhu cầu lượng nước tối thiểu mỗi ngày từ 1,5 lít đến 2 lít thường được cung cấp qua nước uống, sữa và nước trong các món ăn. Có 3 thói quen chính: ăn đúng bữa, đúng cách và uống đủ nước. Kết nối nghề nghiệp. Kết nối về nghề nghiệp giới thiệu chúng ta về chuyên gia dinh dưỡng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng là người nghiên cứu về dinh dưỡng và thực phẩm, đồng thời tư vấn cho mọi người về lối sống lành mạnh trong ăn uống, giúp cơ thể khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Chuyên gia dinh dưỡng thường làm việc tại các bệnh viện, phòng khám y tế cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Chương một vận dụng. Vận dụng nhất, quan sát và kể tên các loại thực phẩm trong gia đình em hãy sử dụng trong một tuần. Bạn có nhận xét gì về việc sử dụng thực phẩm của gia đình mình? Vận dụng thứ hai, hãy đề xuất một số việc làm để hình thành thói quen uống khoa học cho gia đình của mình. Các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video này. Và sau khi xem xong video này, các em có những góp ý hoặc đặt câu hỏi gì về bài, hãy bình luận ngay bên dưới video. Bài học tiếp theo. Thứ năm, phương pháp bảo quản và chế biến sản phẩm. Và đừng quên hãy bấm đăng ký kênh, chuông để nhận thông báo khi có video đăng tải mới tiếp theo. Nhấn like
thích video này và share và chia sẻ video này cho mọi người. Bài giảng này đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.